các bạn, và ngày hôm nay thì Quỳnh rất là vui khi Quỳnh được xuất hiện trong căn bếp này và đồng hành với các bạn để chúng ta cùng làm một chủ đề liên quan đến ẩm thực Trung Hoa. Và nói đến ẩm thực Trung Hoa thì chúng ta hãy cùng nhau tưởng tượng một chút xíu xem đất nước Trung Hoa rất là rộng lớn và số lượng dân số cũng là lớn nhất thế giới. Cho nên là nhắc đến Trung Hoa thì chúng ta không nhắc đến một vùng, mà Trung Hoa chia rất là nhiều vùng và mỗi một vùng lại sẽ có một cái hương vị đặc trưng riêng trong ẩm thực. Ví dụ như là Quảng Đông này, Tứ Xuyên này, hay là Phúc Kiến, hay là một số những vùng như là một số vùng khác thì cái hương vị cũng sẽ khác nhau. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu rằng là đồ ăn Trung Hoa thì phong phú như vậy, và nếu chúng ta ghé Trung Hoa thì chúng ta sẽ ăn hương vị như thế nào, và ngày hôm nay căn bếp của Quỳnh sẽ nấu vị ra sao và có hài hòa với khẩu vị của người Việt Nam hay không. Thì lát nữa đây chúng ta sẽ cùng nhau nấu những cái món ăn rất là đặc trưng của Trung Hoa. Và nói một chút xíu liên quan đến ẩm thực Trung Quốc, nếu mà ngày nay khi mà cơm gắn liền với lại bữa ăn hàng ngày thì ngày xưa rất lâu rồi Trung Quốc cũng sử dụng những thực phẩm như là lúa mì hay là những cái hạt bắp, hạt kê hay là lúa mạch để làm những cái món ăn. Cho nên tại sao Trung Quốc lại có rất nhiều món liên quan đến mì, hay là những cái vỏ bánh làm từ bột mì, ví dụ như há cảo hay sủi cảo vân vân. Thì đó chính là sự đa dạng của đồ ăn Trung Quốc, đồ ăn Trung Hoa. Và khi nếu các bạn tới Trung Quốc, các bạn thưởng thức những cái món ăn gọi là nổi tiếng thì đôi khi cũng sẽ là hơi khó ăn. Nếu như người nào hợp thì rất là dễ ăn, nhưng mà với chúng ta, khi mà chúng ta đang ăn quen cái vị của chúng ta thiên về đồ có vị mắm chẳng hạn, như sang chúng ta sẽ ăn cái vị như là dầu hào, nước tương và dầu ăn nữa, cho nên là ngay lập tức có thể chúng ta không quen. Nhưng mà Quỳnh cũng vậy, Quỳnh đi thăm, khi đi sang Trung Quốc thì Quỳnh ăn những món ăn không quen. Nhưng mà khi mà về tới Việt Nam, về tới Sài Gòn thì Quỳnh thấy là đồ ăn rất dễ ăn. Và chắc có lẽ là do cái hương vị đó khi được mang sang Việt Nam đã được dung hòa, đã được hài hòa làm sao để phù hợp với khẩu vị của người dân Việt Nam chúng ta. Và tại Sài Gòn thì Quỳnh thấy là đồ ăn Trung Hoa rất được chuộng. Và bằng chứng là nếu mà chúng ta đi một số những cái con phố mà ở quận 5 thì chúng ta sẽ thấy đồ ăn Trung Hoa gọi là tràn ngập luôn, rất là nhiều. Và các cái nhà hàng Trung Hoa thì thực ra cũng rất là sang trọng và mang tính thượng hạng, không kém gì các cái đồ ăn của bờ Âu cả. Và ngày hôm nay thì cái điều đặc biệt trong khóa học này, trong những cái món ăn ngày hôm nay của chúng ta làm, đó là dù các bạn là một người đã biết nấu ăn hay các bạn là một người chưa từng biết nấu ăn bao giờ, thì với cách hướng dẫn ngày hôm nay các bạn sẽ ngay lập tức có thể trở thành một chuyên gia trong cái lĩnh vực ẩm thực mang hương vị của Trung Hoa. Và điều đặc biệt trong khóa học ngày hôm nay đó là khi bạn là một người đã biết nấu ăn rồi thì chắc chắn là bạn sẽ cảm nhận cái cách nấu nướng rất là dễ rồi. Nhưng nếu chẳng hạn như bạn là người chưa từng biết nấu ăn bao giờ thì bạn yên tâm rằng bạn cũng có thể trở thành một người rất là khéo léo và chế biến món ăn Trung Hoa rất là ngon. Bởi vì là các món ăn trong ngày hôm nay đã được chia theo những cái định lượng gia vị như là các nguyên vật liệu rất là chuẩn xác, giúp cho bạn ngay lập tức có thể nấu ăn thành công với các món ăn trong ngày hôm nay. Và không kéo dài hơn nữa thì chúng ta sẽ cùng đến với những món ăn đầu tiên trong khóa học ngày hôm nay nhé.